what I would do to take away this fear of being loved, allegiance to the pain. Now I fucked up and I'm missing. Hello các bạn, lâu quá không gặp. Hôm nay Lily có tóc mới nè, cắt ngắn luôn á. Và hôm nay Lily sẽ làm một cái makeup look chit chat với các bạn. Bởi vì là lâu quá rồi không gặp các bạn nên mình cần phải tâm sự. Nếu các bạn thích cái makeup look này thì hãy tiếp tục xem. Mình không có quen. Lily dùng cái Ultra Prepare Cream của First Aid Beauty for Moisturizer. Bởi vì da của mình khô ơi là khô luôn á. Lily sẽ đánh mắt trước bởi vì không có muốn mấy cái fallout của cái shadow á, thì sau đó mình sẽ đánh foundation sau. Đầu tiên mình sẽ dùng Colourpop trong màu Catherine Lake, và Lily cực kỳ thích cái, nói chung mình là một fan rất là lớn của Colourpop. Nói chung tất cả những cái gì mà của Colourpop mình xài và mình đều rất là thích. Và mình sẽ dùng cái đồng này để làm cái base cho cái shadow của mình ngày hôm nay. Lily vẫn cần đang clip và mình có cái tóc mới này không. Rất là nhiều người khen nhưng mà I don't know, tóc mới này thì không bận đồ phải chất một tí, không thể bánh bèo như ngày xưa nữa. Thôi kệ, lâu lâu mình thay đổi. Ok, tiếp theo là Lily sẽ dùng cái bút Overgirl của The Face Shop. Và nó không có để tên của cái shadow này là gì, nhưng mà nói chung là đây là một màu cam, like coral-ish. Và nó rất là đẹp đi với lại cái màu đồng. Rất là đẹp đi với lại cái màu đồng này. Nên mình sẽ bỏ cái này lên trên phần mí mắt của mình. Cái màu này không á thì nó sẽ rất là cam và nhìn nó sẽ hơi mùa xuân tí. Thành ra nếu mà mình pha với lại màu đồng á thì nó sẽ có hai tông và nhìn nó sẽ ra mùa thu hơn. Sau khi mình đánh mắt xong thì mình sẽ dùng cái bảng Becca của Jaclyn Hill và mình dùng... Mình rất là ghét những cái bảng makeup mà nó có cái tờ này á. Tại sao không để cái tay lên trên cái này mà nó cứ... Để cái tên lên cái này thì mình không dùng cái tờ này được. Ok, mình sẽ dùng màu Rose Spirit là màu ngay đây. Mình sẽ dùng màu Rose Spirit là màu phấn má. Nhưng mà vì cái độ pigment của nó rất là high và nó là một cái màu rose gold, cho nên là mình sẽ đánh lên trên on top of this. Bây giờ thì mình sẽ dùng một cái brush này để đánh vào cái hốc mắt của mình á. Mình sẽ dùng Hoola của Benefit là một cái màu nâu matte để đánh vào hốc mắt, nhìn cho nó sâu. Nhắc tới chuyện tóc, cái lúc mà Lily đi làm tóc lại á là mình muốn làm màu rose gold. Tại vì là tóc blonde của mình cũng còn rất là đẹp, chỉ có điều là mình không có giờ để chăm sóc á. Với lại nhìn nó rất là sơ rồi, mình không có muốn bleach tóc nữa bởi vì cái root của mình nó ra rất là dài rồi, mà đã vậy còn có cái bang này nữa. Cái mái này rất là phiền, tại nếu bây giờ Lily nhuộm blonde á thì sẽ phải đi touch up cái root này hoài thôi, tại cái mái này nó rất là xấu, nó không có cùng màu với lại cái này, cho nên mệt quá thôi. Mình muốn làm màu rose gold thì anh thợ làm tóc của mình làm. Mình rất là thích cái màu nâu này nha, nhìn rất là tự nhiên, dễ thương luôn. Nhưng mà mình không biết mình có thích cái màu này không, tại vì anh nói là xài lâu dài thì nó sẽ phai ra màu rose gold á. Còn bây giờ mùa thu thì để màu tóc này là phù hợp. Nhưng mà Lily lúc thì thấy đẹp, lúc thì thấy nó hơi xến. Mình rất sợ xến. Nhắc đến eyeliner mình nhớ cái này là cái bút tattoo liner của Kat Von D, và Lily mới mua cái này
Ngày xưa mình có thử qua một lần á, thì mình không thích, mình xài Stila coi như là cũng gần 5-6 năm nay rồi, không có đổi gì hết. Xong rồi mình mới nghĩ là mình phải cho cái này một cái second chance. Thì mình lần đầu tiên mình thử lại á, cũng không thích tí nào hết. Tại vì khi mình đánh eyeshadow như vậy kẻ lên á, sao nó không lên. Xong rồi Lily để đó, hai ngày sau thử lại cái mực nó ra đều và nó đen. Đẹp ơi là đẹp luôn, mà đặc biệt là cái bút này là nó không phải là felt tip line giống như của Stila. Thành ra khi mà bạn kéo trên mắt nó không có bị tước mấy cái sợi chỉ á, và cái mực nó ra rất là đậm luôn á. Dạ gần đây mình đã trở lại với cái đồ bấm lông mi cũ của Sephora. Mình không hiểu tại sao là ngày xưa mình hay là hôm nay mình thử lại cái Shumura. Tại vì là lúc đầu mình mới mua thì mình rất là thích cái này, xong mình xài một hồi thấy nó sao nó có bấm vào trong cái thịt trên mắt mình đâu quá chừng. Ok, hôm nay thử lại thì nó lại ok. Đây là mascara của Maybelline Lash Stiletto, cái waterproof version. Lily cực kỳ thích cái bút này, cái mascara này luôn, bởi vì là nó làm cho mi của mình nó siêu dài luôn. Các bạn cứ dòm đi nha. Đây là chưa có mascara, mình chỉ mới bấm thôi. Đợi chút đi. Và sau khi đánh mascara này, mà cái này nó giữ cho cái lông mi của Lily á dài mà nó thẳng đứng lên nhện nguyên một ngày luôn á. Trời ơi mình thích, chưa từng thấy, chưa có một cái mascara nào của drugstore mà nó làm cho mình được cái điều này hết. Tại vì là ngày xưa Lily rất là thích xài cái này Canyon Bar của Urban Decay. Nó hình như là 20 đồng, thì nó hơi mắc một tí, nhưng mà so với những cái đồ trong Sephora thì cái này cũng không đến nỗi mắc. Và nó có những cái sợi fiber nó kéo lông mi dài thì là dài, mà nó giữ được nguyên một ngày luôn, thì cái này rất là tốt, mình rất là thích. Nhưng em này ở drugstore thì chỉ có 7-8 đồng, ở Canada thì ở Mỹ chắc phải rẻ hơn nữa, cho từ 5 đồng mà. Và nó rất là tuyệt vời, mình không hiểu sao bây giờ mình mới khám phá ra nó. Ngày xưa là Lily rất thích cái Great Lash của Maybelline Lots of Lash, nhưng mà cái này á thì nó không giữ được đứng lên như vậy đâu. Còn cái em này là new favorite của Lily. Cái trâu thấy dài miên man cho nhìn giống như là đeo mi giả vậy á. Ok, phần mắt bây giờ đã xong. Bây giờ Lily sẽ đánh sang foundation. Lily mới mua cái này của Bourjois. Và nếu mà bạn nào đã xài qua Bourjois thì có thể là đã biết cái sự nhiệm màu của cái foundation này rồi. Lily chỉ mới thử một chút xíu tối hôm qua thôi mà đã rất là thích rồi. Chỉ cần một cái pump nhỏ xíu nhẹ thôi. Nào, cái foundation này nó thơm. Oh my gosh. And then mình sẽ... Đó, nhìn cái da mặt của Lily bây giờ nó có kiểu ửng đỏ đồ đủ thứ nha. Chỉ cần dot lên. Mà cái màu này nhìn vậy chứ blend ra một cái là nó match cái màu da của mình kinh khủng luôn. Nếu mà bạn nào không thích mùi thì có thể là không thích cái này lắm, nhưng mà cái mùi này rất là dễ chịu nha, giống như là mùi trái cây. Thành ra là mình rất thích. Và Lily rất là thích cái foundation này là bởi vì nó làm cho da mình sáng hơn rất là nhiều, nhưng mà không có bị kiểu trắng giống như là mấy cái foundation của Hàn Quốc mà Lily dùng thử nó hơi bị kiểu trắng quá. Còn cái này nó làm cho da mình sáng lên thôi à. Mà oh my god, các bạn có thấy cái sự mầu nhiệm của cái foundation này chưa? Mặc dù là tính drugstore nhưng mà nó cũng hơi bị mắc. Cái ống này 30 đồng, nhưng mà tại vì mình nghe rất là nhiều beauty blogger mà mình thích ở trên YouTube. Nếu mà chị có ai coi cái chị Essie Bẩn, chị ở Anh á, chị dùng cái này, chị rất là thích. Thành ra là mình muốn thử. Mà kiếm ở Canada không thấy ở đâu có bán, ngoài một tiệm tên là gì nhỉ, Shopper Drug nó mới có. Mà cái này nó rất là blendable, buildable, là giống như da bạn mà có nhiều tì vết thì mình nghĩ là nếu mà đánh lên nhiều lớp á, nó cũng không có bị khét gì. Trời ơi, cái foundation này nó đẹp kinh khủng luôn á.
các bạn thông cảm. Mình hôm nay đang trong thời gian gấp rút nên mình không thể set up máy kia của mình được. Mình đang film bằng cái vlog camera. Bây giờ tới phần brow là phần Lily thích biết nhất. Lily cũng mới sắm cái bút này của Benefit. Và mình sau cái thời gian mà mình để tóc blonde á, mình kiểu rất là struggle để kiếm một cái màu brow mà nó phù hợp chơi cái lông mày của mình, bởi vì nó quá là đậm. Và từ ngày mình kiếm là em này thì được rất nhiều người khen là kẻ lông mày đẹp cho nên là mình rất là vui. Em này thì cũng hơi mắc nhưng mà cái texture của nó rất là mềm luôn á. Mình không có phải sợ là ồ mình sẽ kẻ quá đậm hay là như thế nào, bởi vì nói chung là mình rất thích. Bởi vì á, ngày xưa Lily tưởng là cái cây Anastasia này là kiểu holy grail product của mình, nhưng mà bây giờ thì mình thấy cái màu này nó đậm đen à, mà cái chất của Anastasia nó cũng cứng hơn cái này nhiều, nên khi mà mình kẻ mình phải rất là cẩn thận, nếu không là nó sẽ bị kiểu đậm đen á, khi mà mình muốn tán ra cũng rất là khó. Còn cây bút này á, là màu số 4, là coi như là nó không bị quá đậm mà cũng không quá lợn, nó y như là cái màu tóc của Lily luôn nè. Sau khi mà Lily kẻ cái này thì mình lại dùng đến bút của The Face Shop. Lily mới sắm một số đồ The Face Shop. Nói chung là gần đây mình không có giờ để quay video haul cho mình mua những cái makeup mới nhiều lắm luôn á. Các bạn có muốn xem video haul không thì comment ở dưới cho mình biết. Lily dùng kiểu này để cho nó đỡ hao. À, cái bút này của mình là màu số 5. Bình thường Lily dùng màu số 4, nhưng mà màu số 4 có vẻ hơi đậm quá. Mà mắc cười lắm, ngày xưa mình mua, lúc mà mua là mình tính mua số 4, xong rồi bóc lộn trúng cây số 5, mà mình về mình kẻ thấy màu số 5 lại đẹp hơn, kiểu nó phù hợp hơn á. Sau đó thì mình dùng cái bút này để blend. Cái cọ của cái Benefit cũng rất là mềm, thành ra khi mà blend nó không có bị đau. Còn cái bút Anastasia sao bây giờ nói chung bao nhiêu cái che là mình muốn che nó hết, tại vì cái lược của Anastasia nó rất là cứng á, nên là khi mình chải vậy nó đau lắm. Ơi còn muốn thử bút kẻ mắt của Colourpop nữa, nhưng mà bữa trước nhắc cái Colourpop, bữa trước mình đặt một cái order lớn thiệt là lớn trên Colourpop, tại vì đang nằm ngủ, đang trên giường coi Instagram thì nó có tấm hình là nếu mà mua hơn 50 đồng thì được tặng 4 cây son. Dù kiểu đó mình biểu sao mình không xa vào bẫy, thế là mình bật dậy, lúc đó cũng gần 1 giờ sáng rồi, cái xong ngồi mò trên cái website đó rồi cũng order một nùi son luôn. Thành ra là bây giờ mình đang háo hức đợi nó về, bởi vì có nhiều màu son đẹp lắm. Tôi đang thích thử mấy cái màu son mà metallic, nó có kiểu rất là nhiều sparkle. Mà không biết sao đợi từ bữa giờ nó vẫn chưa đến. Ở Canada phải pay shipping mắc ơi là mắc luôn, mình hận nhất là phải trả tiền shipping. Con người kia, shit ra đi. Bây giờ Lily sẽ set cái makeup này với cái phấn của Laura Mercier. Cái này mình cũng mới mua, cái này chỉ là một cái mini sample, not sample, but like nó là một cái hũ nhỏ hơn chứ không phải full size. Mình nghe rất là nhiều điều tốt về cái này nên mình muốn thử. Nó còn có cái little puff thing này nữa, dễ thương quá. Nhưng mà hôm nay mình sẽ dùng brush này của Real Technique. Nói chung brush của Lily chỉ có Real Technique thôi, bởi vì nó rẻ mà chất lượng thì hơi bị tuyệt vời. Hôm nay Lily sẽ dùng màu Amaretto trong cái bảng Jaclyn Hill, bởi vì là nó là một cái màu rất là full mà nó không có bị too much like kim tuyến đồ á, thành ra là mình thấy nó phù hợp. Cái brush này á, là nó để trên này là setting brush, nhưng mà mình brush hạn chế nên mình dùng làm phấn má hồng luôn. Tới phần highlight là phần Lily thích nhất.
Đây là Champagne Pop. Và cái này thì chắc mình không cần nói nhiều bởi vì ai cũng biết Champagne Pop là vì sao mà nó thành nổi tiếng đến vậy. Và dùng đến cái em này là hai beam của Benefit, là một cái liquid highlighter. Just squirt it. Ở ngay cái này, cái chỗ này tiếng Việt gọi là gì Lily không biết luôn. Bình thường Lily đi làm buổi sáng lười makeup lắm, cho nên là lâu mới có cơ hội makeup. Bây giờ Lily sẽ viền môi bằng cái viền môi của MAC tên là Morning Coffee. Thật sự nha, cây bút này là nó tên là gì, Pro Longwear, cũng khá là đắt á. Mình nhớ hồi đó mua chắc cũng 20 mấy đồng, mà mình thấy nó cũng chả có gì đặc sắc á. Nói Pro Longwear chứ ăn cái trôi chừng. MAC là nhìn chỉ có mấy cây bút viền môi bởi vì là nó có nhiều sự lựa chọn, chứ còn son của MAC là thôi vứt bỏ với tớ nhá. Son của MAC nó vừa mắc tiền vừa chẳng đẹp, ăn cái trôi liền. Cái liner này thì màu rất là đẹp nhưng mà nó cũng không giữ được lâu. Và để hoàn thành cái makeup look này thì mình sẽ dùng Tarte Tears của Tarte Lip Paint trong màu TBT, có nghĩa là Throwback Thursday. Và mình phải nói là mình rất yêu cái em này, bởi vì là nó nói là lip paint là y chang luôn á. Tại vì giống như mình vẽ lên cái môi ấy, nó mềm, nó mịn trên môi, không thể tưởng tượng được. Cái màu này cũng siêu đẹp luôn. Màu này giống như là màu môi của mình nhưng mà kiểu đẹp hơn một tí. Rồi, thế là xong. Nếu bạn nào có cơ hội thử cái son Tarte Tears này thì nhớ thử. Và cái màu TBT là một cái màu nghĩa là ai đánh cũng đẹp hết trơn á. Cho nên là nếu mà bạn muốn đặt á, đặt màu này thử trước đi, nếu thích đó thì có thể mua những màu khác. Makeup look đây là xong rồi, các bạn có thích không nào? Lily có một cái giveaway ở trên channel Julie Mai đó, và cái channel này của mình cũng vừa mới được 5,000 subscriber, cho nên là mình cũng muốn giveaway cho các bạn ở channel này. Thì là giveaway là sẽ được 500,000 tiền Việt. Và nếu mà bạn nào muốn tham gia thì nhớ sang channel của mình để xem thể lệ như thế nào. Và Lily có một cái Facebook page, các bạn nhớ like Facebook page của mình, nhớ follow Lily trên Instagram, bởi vì Lily post cho nó rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay, và mình sẽ gặp lại các bạn trong video lần tới nha. Bye bye.